Ngày 10 tháng 1, thành phố Đà Nẵng khánh thành công trình vườn tượng APEC mở rộng nằm bên bờ sông Hàn. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 8.668 m2 nằm bên bờ sông Hàn thuộc quận Hải Châu. Phía đông giáp đường Bạch Đằng nối dài, phía tây giáp đường 2 tháng 9, phía nam giáp đường Bình Minh 4 và phía bắc giáp vườn tượng APEC. Công viên APEC mở rộng có tổng mức đầu tư 759 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố. Tổ hợp công trình bao gồm khu công viên cây xanh, thảm cỏ, lối đi bộ, vườn dạo, được nâng cốt từ thấp đến cao. Công viên bố trí tầng hầm là khu vực để xe công cộng và các phòng kỹ thuật. Tầng 1 là không gian nghỉ ngơi, khu thông tin du lịch phục vụ du khách tham quan. Tầng 2, mái vòm là không gian sinh hoạt cộng đồng, đường dốc, lối đi bộ, hồ nước, cây xanh để tạo điểm nhấn cảnh quan. Mái vòm độc đáo là điểm nhấn ấn tượng của công viên APEC dựa trên ý tưởng cánh diều bay cao có diện tích 790 m2, được tạo thành từ 200 tấn thép. Công trình hứa hẹn trở thành một điểm nhấn du lịch, giải trí mới cho người dân và du khách, là nơi để tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc của thành phố trong thời gian đến.